Ngọc Tâm Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HTD News Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng nhau Công nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc Công nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có từ đề Ukraine sẽ tấn công miền Nam và nhắm vào Crimea, cách duy nhất để khiến cuộc chiến của Putin sớm kết thúc. Kính thưa quý vị, việc giải phóng Crimea, bán đảo chiến lược đã bị Nga sáp nhập vào năm 2014, có thể trở thành cú nút chững chiến thắng đầu tiên của Ukraine. Tờ Union tập hợp các ý kiến của các chuyên gia về những cách chính để giải phóng bán đảo khỏi quân xâm lược Nga và những nỗ lực có thể có của Điện Kremlin nhằm ngăn chặn một cuộc phản công tại miền Nam dưới Ukraine. Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng nơi có nhiều khả năng nhất cho cuộc tấn công lớn đầu tiên của lực lượng vũ trang sẽ là ở miền Nam của đất nước. Đặc biệt, một trong những yếu tố của điều này là số vụ tấn công vào các cơ sở quân sự ở Crimea trong những ngày gần đây. Theo Andrei Klimenko, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Biển Đen. Các vụ tấn công đã trở nên thường xuyên hơn nhiều vào năm 2023. Kể từ tháng Giêng, khoảng 30 vụ nổ đã được nghe thấy tại Crimea bị chiếm đóng. Kể từ ngày 1 tháng 1, nhóm giám sát Black Sea News đã ghi nhận được hơn 30 cuộc tấn công khác nhau tại các khu vực trên bán đảo. 24 trong số đó có thể được coi là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đồng thời, 12 cuộc tấn công đã được ghi nhận tại khu vực Sevastopol. Chúng đạt cường độ cao nhất vào cuối tháng 4, khi các đám cháy bùng phát tại một số kho dầu tại Crimea trong vòng một tuần. Điều này có thể cho thấy sự khởi đầu của việc tích cực phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và quan trọng của những kẻ chiêm đóng nhằm làm kiệt quệ kẻ thù trước khi giải phóng Crimea. Chiến lược hạn chế hàm đội biển đen Trước hết, các cuộc tấn công như vậy làm suy yếu đáng kể hạm đội Biển Đen. Ví dụ vào tháng 3, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận việc phá hủy tên lửa hành trình Calibro, dự định phóng từ tàu chiến của Liên bang Nga. Và trong vụ hỏa hoạn tại một kho chứa dầu tại Sevastopol vào ngày 29 tháng 4, 40.000 tấn nhiên liệu diesel dùng để tiếp nhiên liệu cho hạm đội Biển Đen đã bị thiêu rụi sau vụ nổ tại kho dầu gần cảng Taman thuộc lãnh thổ Krasnodar vào ngày 3 tháng 5, những người chiếm đóng đã phải tạm thời ngừng giao thông qua cầu Kerch. Và theo tình báo Anh, điều này đã phá vỡ mạng lưới lưu trữ nhiên liệu của Nga. Do đó Nga có thể sẽ thay đổi lộ trình và hoạt động tiếp nhiên liệu của mình. Những điều chỉnh của liên bang Nga có thể bao gồm các biện pháp an ninh bổ sung tại các cơ sở lưu trữ nhiên liệu như đã quan sát thấy ở Tuaps, hoặc dựa vào việc sử dụng cơ sở hạ tầng ở những khu vực có mức độ rủi ro thấp hơn tin bảo anh cho biết trên twitter những người chiếm đóng thực sự phải thay đổi lộ trình của các con tàu natalia humaniok người phát ngôn của trung tâm tác chiến miền nam xác nhận rằng người nga bắt đầu nhắm mục tiêu vào căn cứ Novorossiysk để hướng về các bờ biển phía đông và gửi các tàu được trang bị tên lửa hành trình của họ tới đó. Valery Briabesk, một chuyên gia quân sự của Defense Express, giải thích rằng sau khi bị Ukraine tiêu hủy 40.000 tấn nhiên liệu diesel ở Sevastopol, người Nga chỉ có thể vận chuyển cùng một lượng nhiên liệu đến Crimea bằng tàu chở dầu hoặc đường sắt từ Kuban. Nhưng phải có ít nhất dùng đến 20 chuyến tàu quá khó để thực hiện trong thời gian ngắn. Không có nhiên liệu, hạm đội biển đen trở nên mất khả năng hoạt động và trở thành mục tiêu thuận lợi. Có rất ít lựa chọn để thay thế, hoặc hạm đội sẽ được di dời hoặc bị phá hủy. Và người nga đã loại bỏ nó. Họ đã triển khai lại tàu ngầm tới lãnh thổ Krasnodar. Chuyên gia Dria -Bik nói. Theo ông, với sự suy yếu của hạm đội biển đen. Nga sẽ mất khả năng tấn công lãnh thổ Ukraine từ đường biển và phong tỏa các cảng của Ukraine. Và khi lực lượng bộ binh của Liên bang Nga mất đi sự hỗ trợ từ biển, Ukraine sẽ có cơ hội mới để đánh bại quân chiếm đóng ở Crimea. Sự kiệt sức kéo dài Sergei Kuzan, người đứng đầu Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, nói rằng Ukraine có thể tấn công người Nga ở Crimea theo từng nhóm nhỏ qua eo biển Arabat, từ biển hoặc từ đất liền. Chúng tôi có tạo của anh cho việc này. Khi đó, những kẻ chiếm đóng sẽ sử dụng hết nhiên liệu và đạn dược nhanh hơn và sẽ kiệt sức nhanh hơn. Tuy nhiên, để đánh đuổi quân xâm lược khỏi bán đảo một cách hiệu quả, cần phải có đủ số lượng vũ khí, cụ thể tên lửa tầm xa chúng ta phải thừa nhận rằng những kẻ chiếm đóng đã biến bán đảo trở thành một căn cứ quân sự hùng mạnh. Theo nhiều ước tính khác nhau, có 180 đến 200 cơ sở quân sự trên lãnh thổ Crimea. Chúng ta phải có đủ tên lửa hàm, loại tên lửa tiêu diệt hệ thống phòng không của Nga, và cũng phải có tên lửa tầm xa và vũ khí hiện đại. Đây có thể là tên lửa dẫn đường truy đàm và máy bay không người lái tất cả những thứ này phải có số lượng thực sự lớn, chuyên gia nói thêm. Serey Skures, giám đốc công ty thông tin và tư vấn Defense Express, đồng ý với ông. Theo ông, chính vì thiếu số lượng vũ khí tầm xa nên việc giải phóng Crimea không thể bắt đầu ngay bây giờ. Nếu bây giờ có tên lửa ATACMS thì có thể nói hãy bắt đầu với Crimea, bởi vì nó sẽ khiến cho việc cung cấp vũ khí và đơn vị của Nga trở nên bất khả thi. Cựu tướng người Mỹ Ben Hodges cũng ủng hộ kế hoạch này. Ông ấy nói, hãy giải phóng Crimea và phần còn lại sẽ rơi xuống như trái cây thối. Nhưng Ukraine vẫn chưa có phương tiện kỹ thuật cho việc này. Tên lửa tương tự và trên hết là dòng tiêm kích tiêu chuẩn của NATO như là F-16 của Mỹ mà Ukraine đang mong muốn Chuyên gia Skouras lưu ý. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi trong trường hợp các hoạt động phản công thành công. Ông Skouras lưu ý, tùy thuộc vào mức độ cắm rễ của Ukraine trong lãnh thổ bị chiếm đóng, mức độ sâu của các cuộc tấn công liên quan đến việc tiếp cận bờ biển Azov, chiến lược giải phóng Crimea sẽ được hình thành. Vị trí của Hoa Kỳ có thể thay đổi những đơn vị đang vận hành HIMARS hôm nay. Ngày mai, họ sẽ bắn tên lửa ATACMS. Ngoài ra, khi người Ukraine đi đến bờ biển với tên lửa tầm bắn 80 km, sẽ cho phép Ukraine phá hủy eo đất ở phía bắc của bán đảo. Một cử chỉ thiện chí Kẻ thù phải bị cắt đứt khỏi Crimea để đảm bảo rằng Nga không thể sử dụng bán đảo bị chiếm đóng tạm thời cho các mục đích quân sự. Và cuối cùng, thực hiện cái gọi là cử chỉ thiện trí của Crimea. Andrei Cherniak, quan chức tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, nhấn mạnh Alexander Kovalenko, người phụ trách chuyên mục quân sự của tổ chức kháng chiến thông tin, tin rằng theo logic này, việc giải phóng Crimea nói chung sẽ diễn ra theo kịch bản của Kherson. Và hoạt động như vậy sẽ độc đáo theo kiểu như cuộc vãn công ở Kharkiv hoặc Kiev. Đó sẽ là một kiểu hỗn hợp giữa kịch bản của đảo Smyrny và vùng hữu ngạn Kherson. Đó là không ai sẽ tiến hành bất kỳ hoạt động trên bộ quy mô lớn nào. Thay vào đó, việc phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự sẽ tiếp tục trong vài tháng. Pháo bông hiện tại vẫn là giai đoạn đầu tiên. Các vụ nổ ở hậu cần kẻ địch là dấu hiệu của sự khởi động của cuộc phản công. Ông Kovalenko nói, Theo ông, giai đoạn chính của quá trình giải phóng Crimea sẽ kéo dài ít nhất 6 tháng sau khi lực lượng Ukraine tiến vào biên giới hành chính. Thay vào đó, Giám đốc mạng nghiên cứu địa chính trị mới Mikhail Summers gợi ý rằng nếu quân đội Nga không tự nguyện rút khỏi Crimea, các lực lượng Ukraine có thể tiến hành một chiến dịch phức tạp liên quan đến việc xâm nhập và tiến hành chiến sự trên lãnh thổ của bán đảo. Nhưng không có khả năng, Crimea sẽ bị giải phóng hoàn toàn ngay lập tức. Có một nhóm lực lượng trên bộ, trên không và trên biển hùng mạnh. Không thể có chuyện họ chiếm và đi đến Novorossiysk. Ông lưu ý. Do đó, kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn là trước tiên hay phá hủy mọi thứ cho phép kẻ thù phòng thủ, sau đó chờ đợi một chiến dịch trên bộ. Có lẽ, quân đội Ukraine sẽ tiến vào Crimea và lực lượng Nga ở Sevastopol, chẳng hạn, sẽ bị bao vây. Nhưng khi Ukraine cắt đứt họ, Crimea sẽ biến thành một hòn đảo. Các đơn vị đồn trú sẽ rời đi hoặc đầu hàng. Chuyên gia Summers tin tưởng các rãnh phòng thủ dọc bờ biển. Người Nga đang thực sự chuẩn bị mạnh mẽ cho việc bảo vệ Crimea. Trong hơn 6 tháng, họ đã đào chiến hào, xây dựng công sự, đặt răng rộng bằng bê tông trên các bãi biển, thậm chí đào rãnh lớn tại các bãi biển công cộng ở bán đảo. Eskander nói Badiev, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Tài nguyên Crimean Tatar, nói rằng từ các nguồn của chúng tôi, chúng tôi nhận được thông tin rằng họ đang đào không chỉ dọc theo bờ biển, mà còn dọc theo chu vi của các khu dân cư. Gần các làng Nekrasovska và Dmitrivka, chúng tôi cũng có thông tin rằng người Nga đang chôn mình tại quận Krasnoperaskov ở Thảo Nguyên. Họ cũng đang đào rảnh gần mũi tên Arabat ở Chongrara ở quận Chernestevsky tức là dọc theo biển Azov. Nhưng vì đất ở đó rất ẩm ướt, nên họ phải xây dựng các công trình bằng gỗ. Tuy nhiên, điều này có giúp Nga ngăn chặn việc Ukraine giải phóng Crimea. Những kẻ chiếm đóng thực sự lo sợ rằng nhóm quân của họ sẽ đổ bộ vào tán ngàn của vùng Kherson. Người Nga sẽ chạy trốn đến Crimea. Và sau đó, bán đảo này theo tính toán của họ sẽ trở thành một tiên đồn phòng thủ. Nhưng liệu những cấu trúc này có cứu vẽ được gì không sau khi chiếm đóng bán đảo dưới sự kiểm soát hỏa lực? Chuyên gia quân sự Alexander Musianko nói, Theo ý kiến của ông, sự chuẩn bị của những người chiếm đóng để bảo vệ Crimea giống như rửa tiền và làm việc cho khán giả của Liên bang Nga. Ở một mức độ nào đó, nó thậm chí còn buồn cười Ví dụ công ty của Prigozhin sản xuất răng rộng, họ thậm chí không gắn xi măng cho chúng. Vì vậy, gọi đó là hành vi rửa tiền. Họ chứng minh rằng họ đã chuẩn bị cho truyền hình Nga. Họ nói rằng họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Musienko nói, có rất nhiều câu hỏi tại sao, nhưng câu trả lời là một. Đây là cách họ ăn cấp ngân sách lần cuối. Tại sao lại đào hào trên một bãi biển mà ở đó không thể đổ bộ tấn công không ai sẽ thực hiện một chiến dịch như vậy thứ nhất về mặt kỹ thuật là không thể thứ hai ngay cả khi điều gì đó như thế này được tưởng tượng hậu quả có thể là những tổn thất lớn do đó sẽ không có cuộc đổ bộ từ biển vào crimea chuyên gia quân sự kovalenko nói thêm tuy nhiên đại diện của tổng thống dứt rằng tại crimea Tamila Tasteva, không loại trừ khả năng chiến sự trên lãnh thổ Crimea là có thật. Đặc biệt, nếu Nga từ chối rút quân, do đó người dân ở đó nên sẵn sàng cho bất kỳ sự phát triển nào của cuộc chiến. Nước quan chức của Ukraine nhấn mạnh rằng những người chiếm đóng đang chuẩn bị hàng trăm km chiến hào, công trình chống tăng trên eo đất Kerch, tập trung tịch thu thiết bị và tập trung quân đội ở đó. Do đó, chúng tôi đã chuẩn bị các khuyến nghị cho người dân trong thời gian ngừng chiếm đóng và các cuộc chiến có thể xảy ra. Đặc biệt, chúng tôi khuyên họ nên dự trữ thức ăn và nước uống, chuẩn bị trước các tài liệu tiếng dứt rạng và tìm các hầm trú ẩn gần nhất. Những người sống gần các cơ sở quân sự cần phải hành động nhanh chóng ngay bây giờ họ nên rời đi càng nhanh càng tốt. Rốt cuộc, các chuyên gia dự đoán rằng mùa bông tại Crimea chỉ mới bắt đầu và lửa sẽ bao trùm vùng đất cấm của Putin để kết thúc cuộc chiến này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.